Đây là ngày 25 tháng 9, 2019, cho dân chúng tôi ba miền bị chính quyền cướp đất cướp nhà, chứ có mấy gia đình, hai gia đình con em đi nghĩa vụ bị tịch quan. Livestream tôi đang livestream là các gia đình bị đi con đi bộ đội bị chết quan, cứ toàn bộ nhân dân chúng tôi mất đất mất nhà, bị chính quyền cướp đất cướp nhà, cướp tài sản của nhân dân chúng tôi. Giờ anh chị em đây là ngày 25 tháng 9 2019, có mấy gia đình, một cái gia đình bị oan sai, chết oan sai, hai gia đình bị con đi quân đội bị chết oan sai nữa, mà đến đây không chẳng giải quyết. Tôi với nhân dân chúng tôi nó kéo đi mãi như thế này là cái chế độ này nó quá thối nát, nó quá tàn bạo như nhân dân chúng tôi. Nhờ anh em chia sẻ lên cái chế độ này quá thối nát rồi. Làm an ninh lợi để làm gì? Để như cho chó trực xương vậy, ngày nào cũng canh hết á, canh mà chẳng được làm việc gì hết. Che đất che nhà cho dân, chính phủ ơi, trả đất trả nhà cho dân, chính phủ ơi, trả đất trả nhà cho dân, trả lại tự do cho dân, quyền con người cho dân, chính phủ ơi, trả nhà trả đất cho dân, để dân chúng tôi quá khổ rồi, chính phủ ơi, trả đất trả nhà cho dân đi, đảng ơi, chính phủ ơi, nó để dân đi đau khổ như vậy nè, ngày nào cũng phải khổ như vậy đấy nè, đảng ơi. Bây giờ đang trước mặt nhân dân chúng tôi là có một bọn an ninh đấy. Một bọn an ninh là đang tập trung đàn áp nhân dân chúng tôi này. Đấy. Một bọn an ninh đang qua đường đàn chuẩn bị đàn áp nhân dân chúng tôi đây. Đây là ngày 23 tháng 9, nhân quan chúng tôi ba miền đến chỗ Nguyễn Xuân Phúc, chỗ Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu Thủ tướng Chính phủ trả đất trả nhà cho dân chúng tôi, trả quyền của người cho nhân dân chúng tôi, trả trở lại tự do nhân dân chúng tôi. Sao không có phân? Tại sao đất cả nhà
chia sẻ là tôi đây. Quá đau khổ. Quá vất vả. Sống lòng lại được. Vẫn đang sống mà. Phải đi kêu gào như vậy sao? Ông ơi. Ai nào ông cũng nói hay lắm. Không để người dân cái tôi chán nản phải la lên làm chúng tôi hòa nổi. Để kêu gọi, kêu ba. Hãy thả đất ra nhà chúng tôi dân chúng tôi sống một sống anh cả đây. Dạ. Lấy cái số đông. Yêu cầu chính phủ tra tấn trả nhà dân chúng tôi. Để đeo quan tham, quan tham công đức hội dân. Để đeo 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 quan tham công đức hội dân. Come on, 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 come on
Chị thôi đi biết ngọn. Mẹ nói đi. Muốn nói đi. Bà đòi nói thì nói đi. Yêu cầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải chỉ đạo về thành phố Hồ Chí Minh sớm giải quyết cho dân quan Trường Thịnh và Thủ Thiêm nằm ngoài đánh quy hoạch thu hồi trái pháp luật. Nguyễn Thành Phong ơi, quay đầu là bờ. Lúc trước ông làm gì tôi không biết, nhưng mà đương thời ông có trách nhiệm sớm giải quyết cho dân quan chúng tôi. Nguyễn Thành Phong giao cho Nguyễn Phú Khương thì phải làm một cách công khai minh bạch rõ ràng, không còn giấu giếm sự thật, không còn bao che vào tham nhũng nữa. Bây giờ sáng nay yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong phải làm một cách công khai minh bạch rõ ràng để lấy lại niềm tin của nhân dân chúng tôi. Yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong phải sớm dứt điểm dân quan Trường Thịnh và Thủ Thiêm nằm ngoài đánh quy hoạch thu hồi trái pháp luật. Bây giờ chuyện Trường Thịnh và Thủ Thiêm nó đã sáng như ban ngày rồi, không còn gì để che đậy, không còn gì để giấu giếm nữa, mà bà phải làm một cách công khai minh bạch rõ ràng để lấy lại niềm tin của nhân dân chúng tôi. Lấy lại niềm tin của nhân dân thì sẽ được tất cả. Khi đã làm khổ dân thì dân không còn tín nhiệm nữa. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo về thành phố Hồ Chí Minh
hỏi ông Nguyễn Thành Phong, ông Nguyễn Phước Hưng, ai là người chống lưng của công ty Trường Thịnh? Ông Nguyễn Thành Phong, ông Nguyễn Phước Hưng, chủ tịch thành phố và chủ tịch quận 2, ai là người chống lưng Trường Thịnh mà để 15 năm nay bà con chúng tôi rất là lầm than khổ sở? Yêu cầu Nguyễn Thành Phong phải làm công ty Trường Thịnh một cách công khai, minh bạch, rõ ràng, trả lại tài sản cho nhân dân chúng tôi. Đất chúng tôi, đất dân cư, từ ngoài đến quy hoạch, thu hồi trái pháp luật, chứ không phải là đất dự án. Đất chúng tôi chỉ chu vi chỉ có một nền nhà, chứ không phải là đất công, đất mẫu. Yêu cầu ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Dương Hòa Bình làm một cách công khai, minh bạch, rõ ràng về công ty Trường Thịnh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Châu Quỳnh phải chỉ đạo về thành phố Hồ Chí Minh làm rốt ráo một cách công khai, minh bạch, rõ ràng về vụ việc dân quan Trường Thịnh và Thủ Thiêm. Bà con chúng tôi khổ quá rồi. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ơi, ông làm việc cái kiểu gì mà từ hôm đó tới nay hai chức vụ rồi, ông phải làm gì cho nhân dân chúng tôi đi, để lấy lại niềm tin của nhân dân chúng tôi. Được lòng dân là được tất cả. Khi là đã làm khổ dân thì sẽ mất tất cả. Hỏi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông phải làm một cách công khai, minh bạch, rõ ràng để lấy lại niềm tin của nhân dân. Niềm tin của nhân dân lớn lắm đó, to lắm đó. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong làm một cách công khai, minh bạch, rõ ràng, chỉ đạo về Nguyễn Phước Hưng phải làm rõ vấn đề Trường Thịnh và Thủ Thiêm, không được bao che, không được giấu giếm sự thật. Dân Trường Thịnh và Thủ Thiêm chúng tôi sáng như ban ngày rồi, còn gì mà giấu nữa? Giấu để làm gì? Để khổ dân, để hai nước hay sao? Ông Nguyễn Thành Phong ơi, là ông Nguyễn Thành Phong, dân chúng tôi đến đây nhiều lần rồi, nói hoài, kêu mãi, ông có nghe rõ hay là không? Ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong phải làm một cách công khai, minh bạch, rõ ràng, rõ rệt. Ông Nguyễn Thành Phong chỉ đạo về Nguyễn Phước Hưng làm cho rõ ràng về dân quan Trường Thịnh, nhà Thủ Thiêm. Tôi nghe các chị nói không à, từ trung ương đến địa phương nói hẹn lần hẹn lọ, hứa leo hứa cội, có làm gì được cho nhân dân chúng tôi hay là chưa, hay là làm khổ nhân dân chúng tôi? Yêu cầu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong
phải chỉ đạo về Nguyễn Phước Hưng làm một cách công khai minh bạch rõ ràng. Bây giờ chuyện Trường Thịnh và Thủ Thiêm nằm ngoài lãnh quy hoạch đã sáng tỏ như ban ngày rồi, không có còn gì giấu giếm che đậy nữa, không có còn bao che sự thật, không còn giấu giếm sự tham nhũng nữa, mà phải lấy lại niềm tin của nhân dân chúng tôi. Yêu cầu các vị nói là phải làm đúng sự thật một cách công khai minh bạch rõ ràng. Yêu cầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải chỉ đạo về thành phố Hồ Chí Minh, chỉ đạo về Nguyễn Thành Phong, Nguyễn Quốc Hưng, Nguyễn Thiện Nhân, ba vị đó phải làm một cách công khai minh bạch rõ ràng, làm ráo riết, trả quyền lợi nhân dân chúng tôi. Bà con chúng tôi khổ quá rồi, mười mấy 20 năm trời rồi, hỏi ông Nguyễn Thành Phong. Ông Nguyễn Thành Phong vô tư, vô cảm, không có lương tâm, không có đạo đức, thiếu trách nhiệm của một vị lãnh đạo thành phố mà làm khổ nhân dân chúng tôi. Nhân dân chúng tôi đang chờ đợi ông từng giờ ngày từng phút phải giải quyết dứt điểm, là một cách công khai chính xác, minh bạch rõ ràng. Mà ông Nguyễn Thành Phong ở mờ chờ đợi, giấu giếm sự thật, bao che sự tham nhũng, làm khổ nhân dân. Hỏi ông chủ tịch ủy ban nhân thành phố Nguyễn Thành Phong, ông làm gì được gì cho nhân dân chúng tôi đâu? Yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân thành phố Nguyễn Thành Phong phải làm một cách công khai minh bạch rõ ràng, không còn giấu giếm che đậy sự thật nữa, mà phải làm rõ ràng về dân quan Trường Thịnh, Thủ Thiêm nằm ngay trên quy hoạch ba phường Bình An, Bình Khánh và An Khánh, Trường Thịnh trả quyền lợi nhân dân cho chúng tôi. Ông Nguyễn Thành Phong ơi, chủ tịch thành phố ơi, ông đền ở trên cao xuống đây mà xem, dân người ta đi đòi đất đòi nhà mà các ông lấy để phân lô bán nền, giả đây ba khu vang ba khu phố, à ba phường, năm khu phố và Trường Thịnh ngoài danh quy hoạch mà các ông bàn nhau để lấy của đất của ta phân lô bán. Bây giờ quay đầu là bờ đây, trả cho nhà ta, người ta về để nào cất nhà cất cửa để an sinh cho xã hội, bầu các ông lên để lo cho dân cho nước, mà các ông lên để các ông tham nhũng lấy đất lấy nhà để phân lô bán nền, các ông bỏ phí riêng, trả đây. Đây là những dân quan gia đình chính sách có công với cách mạng mấy chục năm trời, giờ này phải ra đường lang thang lối thứ sống đầu đường xó chợ, cái hoàn cảnh này có ai thấu hiểu hay không? Những người có công cách mạng thì lại ra đường để xin ăn, còn những người mới vô làm bây giờ tiền hô hộ hùng hút báo nhân dân, vậy mà bây giờ những nhớ ngoài dòng pháp luật. Yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong là một cách công khai minh bạch rõ ràng, giải quyết sớm nhất cho bà con chứ quan chúng tôi đi. Dân giàu nữa mới mạnh, dân thì lầm than, có tài sản có của cải bây giờ phải đi xin ăn, sống đầu đường xó chợ, cái hoàn cảnh này đất nước này có ai thấu hiểu hay không?
Hỏi ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông thấy hoàn cảnh của dân chúng tôi như thế nào? Có của tài sản đất đai mà bây giờ phải đi xin ăn, phải đứng đầu đường thôi chợ, tối ngày phải ra đường lấy đàn quê. Có ông ai thấu hiểu hay không? Ông Nguyễn Phú Trọng ơi, cứ dân triều tình thôi thêm đi. Ông Nguyễn Xuân Phúc ơi, ông Trương Hòa Bình ơi, mấy chỉ đạo của ông Trương Hòa Bình mà ông Nguyễn Thành Phong không thi hành, vậy bây giờ dân chúng tôi phải làm sao? Đất nước thành phố Hồ Chí Minh rất là đẹp, dân quan thì vậy đây. Có cái hoàn cảnh này, cái đất nước này, có ai thấu hiểu hay không? Cả quốc tế, cộng đồng bên Đức, bên Mỹ, bên Pháp, bên Anh nhìn vô đất nước Việt Nam mình, thành phố Hồ Chí Minh mình khổ quá rồi, có tài sản, có nhà cửa mà bị tham quan thu hồi đất chân chứ trái pháp luật. Mấy bây giờ tài sản của dân chúng tôi không trả, phải để dân chúng tôi phải làm thang, phải khổ sở, phải đi xin ăn, sống đầu đường xá chợ. Cái hoàn cảnh này có ai thấy là thấu hiểu hay không? Yêu cầu chủ tịch ủy ban dân thành phố Nguyễn Thành Phong phải thấy cái hoàn cảnh của dân chúng tôi nè. Tôi có đất, bà con chúng tôi có đất, có nhà, mà bây giờ phải khốn khổ như vậy nè. Trường thành gia thủ thêm khổ quá rồi. Yêu cầu chủ tịch ủy ban dân thành phố Nguyễn Thành Phong phải sớm giải quyết cho dân quan trường thành thu thêm. Hỏi ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ơi, ông phải vô đây, ông nhìn thành phố Hồ Chí Minh mình như thế nào, khổ sở, hàm quan, sống đầu đường xó chợ khổ quá rồi. Ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ơi, chúng tôi đã ngoài danh mà thành phố Hồ Chí Minh ở đây để nó phân lô bao này. Thành phố Hồ Chí Minh có đất của dân chúng tôi, sống 20 năm trời khổ quá rồi. Hợp coi có ý kiến về vụ việc dân quan trường thịnh của chúng tôi nè. Trường thịnh và thủ thêm bị cướp đất trái pháp luật, bây giờ không chịu trả để dân chúng tôi phải đi xin ăn khốn khổ như thế này. Có cái đất nước nào mà làm khổ nhân dân như vậy hay không? Có đất nước nào không? Chỉ có thành phố Hồ Chí Minh mình thôi. Chồng tôi đi thăm dân chồng Pháp chồng Mỹ Lan. Ông tôi thì cho nó ta cao mà bây giờ dân chúng tôi có nhà, có đất mà bây giờ phải đứng đầu đường xó chợ đi xin ăn. Cái hoàn cảnh này, cái đất nước này, cả thành phố Hồ Chí Minh nè, có thấy hoàn cảnh chưa, chúng tôi khổ chưa? Xé thật nhiều vô và giúp đỡ dùm dân quan trường thành thủ thêm bị cướp đất ngoài đất quy hoạch 20 năm trời ơi, sống khổ quá bà con ơi. Bà con ơi, nhìn vô trường thịnh và thủ thêm 20 năm trời rồi, sống khổ quá rồi. Lấy đất làm của dân, thu hồi cho pháp luật mà không chịu trả cho dân chúng tôi. Có đất nước nào mà làm khổ nhân dân hay không? Dân có tài sản nhà cửa mà bị cướp, bây giờ phải khổ như vậy nè, đứng ngoài đường đi xin ăn. Có hoàn cảnh nào không? Hỏi ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, cái clip này ông sẽ thấy và ông sẽ làm sự việc, vụ việc thành phố này phải làm rõ vấn đề trường thịnh và thủ thêm, trả quyền lợi cho nhân dân chúng tôi, tài sản nhà cửa dân chúng tôi 20 năm trời rồi, sống quá khổ rồi. Dân vào nước với mình, những tên tham quan cướp đất của dân không chịu trả, dân chúng tôi phải sống lầm than khổ sở như
chỉ có một cái nền nhà thôi, không phải là đất công đất mẫu, mà đem cướp đất của dân. Giờ dân chúng tôi phải không nhà không cửa, sống lầm than khổ sở như vậy nè. Và ai thấu hiểu hoàn cảnh bà con chúng tôi hay không? Đất nước thành phố Hồ Chí Minh rất là sạch đẹp như tôi, tại sao mấy tên tham quan cướp đất của dân mà các vị đương thời không khắc phục hậu quả để trả quyền lợi tài sản cho nhân dân chúng tôi, mà lại ai tầm giấu giếm sự thật, bao che sự tham nhũng, làm khổ nhân dân? Dân giàu nước mới mạnh, mấy tên tham quan cướp đất của dân, dân phải sống làm nên khổ sở như vậy nè. Nước nào mạnh, dân nào giàu, dân phải tàn mạc, phải đi xin ăn, sống đầu đường xa chợ. Cái hoàn cảnh này có ai thấu hiểu hay không? Đất nước là phải giao, dân thì phải mạnh, đất nước thì làm than, dân thì bị cướp khốn khổ. Cái hoàn cảnh này có ai thấu hiểu hay không? Cái ông này nãy mà có đang đứng kia thằng kia rồi, có cái máy bình phim nó dọn lại đang đứng nó rồi. Nhà báo ra nói cho ngu vô, yêu cầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phải về thành phố Hồ Chí Minh này khẩn cấp để giải quyết cho dân quan. Chúng tôi khổ 17-20 năm trời rồi, khổ quá rồi. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ơi, thành phố này, Nguyễn Thành Phong này, Nguyễn Phú Khương này không làm gì được cho nhân dân, chỉ bưng bít sự thật, bao che sự tham nhũng, làm khổ nhân dân thôi. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong làm một cách công khai minh bạch rõ ràng,
trả lại tài sản quyền lợi cho nhân dân chúng tôi. Ba phường nằm ngoài ranh quy hoạch, thu hồi cho pháp luật. Mười một có tiền mà chuộc cái mạng không được đó nghe ông Nguyễn Thành Phong. Mười một có tiền nhiều mà không chuộc mạng được đó nghe ông Nguyễn Thành Phong. Bây giờ chị có đức, có tài, có tâm, có chi để ăn với chị nước, để lấy lại niềm tin của nhân dân. Mà những lãnh đạo vô tâm, vô đức, vô tài, bất lực, làm khổ nhân dân thì sẽ trời tru đất diệt, bị quả báo thôi. Dân chúng tôi cần những lãnh đạo có tâm, có đức, có chí, có tài từ trung ương cho đến địa phương để ăn với chị nước. Còn những lãnh đạo vô tâm, vô đức, bất tài, vô dụng, dân chúng tôi không cần nữa. Từ trung ương đến địa phương phải lấy lại niềm tin của nhân dân chúng tôi. Nhân dân chúng tôi, niềm tin của nhân dân chúng tôi lớn lắm đó. Có 90 ngàn người lần đó. Một người khổ, 100 người đau đớn, 100 người đau đớn, 1 ngàn người đau đớn. Thương xót vậy mà chính quyền lãnh đạo làm ngơ, vô cảm với người dân. Làm việc phải có đức, có tài, có chí, có tâm. Làm việc vô cảm, không đức, không tài, không chí, không tâm thì nên thôi vậy đi, đừng làm khổ nhân dân chúng tôi nữa. Yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong phải làm rõ rệt vụ Dân Quang, Trần Thịnh và Thủ Thiêm nằm ngoài ranh quy hoạch, thu hồi trái pháp luật, làm một cách công khai, minh bạch, rõ ràng, làm rõ rệt để lấy lại niềm tin của nhân dân chúng tôi. Niềm tin của nhân dân chúng tôi là tơ rất lắm đó. Làm khổ nhân dân chúng tôi là các vị không được tồn tại, các vị không được cái gì hết. Yêu cầu chủ tịch ủy ban dân thành phố Nguyễn Thành Phong phải làm một công khai mặt rõ ràng, đặng lấy lại niềm tin của nhân dân chúng tôi. Nó nói chụp nha. Thấy các bạn kêu vô ngồi nghỉ mà mệt cứ rồi la. Yêu cầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, những cái clip cho chúng tôi quay, các vị có thấy hay không? Có chỉ đạo về thành phố Hồ Chí Minh hay không? Có làm việc với thành phố Nguyễn Thành Phong hay không? Yêu cầu các vị trung ương và địa phương phải làm một cách công khai, minh bạch, rõ ràng, làm ráo riết vụ việc Trường Thịnh và Thủ Thiêm. Đất Ba Hùng nằm ngoài ranh quy hoạch, thu hồi trái pháp luật. Đừng để làm khổ tôi nữa. Hỏi ông Nguyễn Thành Phong. Thấy không? Anh em thấy không? Biết ý là đằng này về còn mà lợi mà đàn áp rồi kia là tôi ở tới chiều luôn á.
hôm nào đấy không biết. Không thấy hộp là gì? Ừ. Đó có văn hoa anh đó. Ừ. Không nghe chính miệng chả nói rằng không có bản đồ quy hoạch. Rồi chính miệng chả nói là xác định được ranh 4.3 nằm trên bản đồ quy hoạch. Trên bản đồ. Vậy đi. Bây giờ chuẩn bị trong CD á. Ừ. Nói này hả? Hỏi á hả? Chả lưỡi không xương nhiều đường lách léo hả? Nói không có bản đồ cũng chả nói. Mà nói xác định ranh nhé trên bản đồ cũng chả nói. Vì người dân bây giờ đâu phải khùng điên. Qua khỏi trả đất trả nhà dân chúng tôi đi. Trả nhà cho dân chúng tôi để có cuộc sống rồi cô ơi. Trời ơi, trả đất trả nhà cho chúng tôi ơi. Đừng có bao che các bạn chúng tôi ơi. Trả đất trả nhà cho dân đi. Quá đau khổ rồi. Đây là ngày 21 tháng 9 2019. Nhân dân chúng tôi tiếp tục đến Quốc hội kêu oan trả đất trả nhà dân chúng tôi, dân bang chúng tôi. Khổ lắm rồi.
YouTube. Tự do cho Hồ Chí Minh. Tự do. Tự do. Tự do. Tự do. Tự do. Tự do. Tự do.
chỉ đạo nào để một công dân vô tội hồ giết hại con trai tôi suốt 12 năm, để tỉnh Long An lúc quan con trai tôi hồ giết hại suốt 12 năm rồi, gia đình tôi quá đau khổ suốt 12 năm rồi. Phản tôi, phản tôi, phản tôi yêu cầu thả tự do hồ giết hại con trai tôi. Phản ơi, phản ơi, tự do cho hồ giết hại. Con trai
đi. Ủa mẹ mấy cái chiếc xe này nó cũng ăn tao mà. Ăn này. Để cho mỗi mình đi qua bọn mình phải đi 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 ngày nào cũng gọi là công an đứng đây làm gì để bà con đi đi đòi công lấy đòi tài sản đất đai của nhân dân chúng tôi chứ. Ngày nào công an cũng có nói đi bao che đứng bao vai nhân dân chúng tôi như thế này là nhân dân chúng tôi có mấy người mà công an rất nhiều. Ông Nguyễn Phú Trọng ơi, nhân dân chúng tôi đói khổ lắm ông Nguyễn Phú Trọng ơi. Ông Nguyễn Phú Trọng ơi. Ông đừng có bao chị ạ. Đưa xe nhân dân chúng tôi đó làm gì đây? Bác đừng nhắm cái tiền nó bầm ở này. Cái tiền nó bầm mày thế đẹp vai. Thế cái tiền nó bầm mày thế đẹp vai. Anh gọi là đặt cái lên tay giờ vậy. Lên đây lên tại giờ nắm chặt người ta. Và anh cướp vậy. Hả? Và cái này anh cướp vậy nên nắm chặt vậy. Nắm chặt người ta để đâu cái thuốc khốn nạn vậy vậy. Cái này anh chặt tay bấm quyền người ta đi. Cái thuốc khốn nạn. Không đe đeo không ăn hiền mới chặt ăn hay chân. Đe đeo như quân trầm cho đồ khốn đàn ăn chân. Đe đeo như quân trầm cho đồ khốn đàn ăn chân. Đe đeo thêm nhung. 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 Đe đeo công an đang áp dương. Đe đeo công an đang áp dương. Đe đeo công an đang áp dương. Đe đeo thêm nhung. Đe đeo như bông thối nát đang áp dương. Đe đeo những phút lòng thối nát cho công an đang áp dương. Đe đeo những phút lòng thối nát cho công an đang áp dương. Đe đeo thêm nhung. Đe đeo thêm nhung. Đe đeo thêm nhung. Đe đeo thêm nhung. Đi luôn đi anh ơi. Nó quá thối nát đi, nó quá thối nát, không phải là nó có cái thối nát. Nhân dân chúng tôi đây là nó cho đàn áp nhân dân chúng tôi, là đi bao nhiêu người lên cả trăm người thế, bao vây nhân dân chúng tôi, là ông Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo là để nó bao vây nhân dân chúng tôi, quá thối nát mà quá ác. Đó, 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 đó. Đá đảo, đá đảo, đá đảo.
Cô Hồ Dĩ Hải quá bức xúc, bây giờ nói quá giờ xỉu rồi. Bà con anh chị em chia sẻ cái chế độ thúi nát này lên, nó là coi như là cướp đất cướp nhà, nó cướp bắt người này, nó bình thản, nó không cho, nó không có cái gì, nó không cho nó có cái gì là nó có tội cả. Còn một số dân quan đang đứng dưới đất nữa. Bữa gỡ ra đây bác Tài ơi, nhốt nhân dân cho trên xe này bác Tài ơi, mở cửa đi. Ôi giúp bà, cháu đi làm có bà này. Mới thành công an là cái chế độ này là nó quá thúi nát rồi, nó tốm ai được lên xe là đàn áp, là lên xe là nó nhốt ngay lên xe luôn, nó không cho xuống xe, là nó bao che là cái chế độ thúi nát rồi. Ông cơ, hôm nay con đoàn nước ngoài đến thăm Việt Nam, thế mà họ rốt chúng tôi lên xe đây. Hôm nay có đoàn nước ngoài. Bởi vì ở Hồ Chí Minh
Phương đây, Ba Đình, Hà Nội đây. Người dân chúng tôi là mất đất mất nhà, già yếu hết rồi. Tay yếu chân mềm là nó đề một phát là nó quất một phát, nó quất lên lột trên xe cái ầm liền. Chứ quá thì bọn thui nát. Như tôi là cái đầu nó nắm xe nó ba thành mà nó ghi cái tay tôi lại là nó kéo cái tay nó bấm tay lùi luôn. Quá thui nát hầm nó lôi lên xe vậy. La chừng nào nó còn nắm tay chừng nói nữa. Sợ xấu hổ với các cái nước năm châu bốn biển đây, Việt Nam đây. Cứ thấy có đoàn nào đấy là tống dân Hoan lên xe phá cửa lại. Đảng Cộng sản Việt Nam đấy. Người tố cáo tham nhũng thì cũng phá cửa. Tự do cho nhân chúng tôi đây ông Nguyễn Phú Trọng ơi. Ba hồn bị viêm Nguyễn Phú Trọng ơi, tự do cho nhân chúng tôi đi. Mồm thì nói hay lắm, chẳng có thực hiện cái gì cả. Tự do nhân dân chúng tôi có quyền con người đi. Trả lại tự do quyền con người cho nhân chúng tôi đã nhận Phú Trọng ơi. Bao nhiêu năm nay đàn áp nhiều rồi. Ông Nguyễn Phú Trọng ơi, đàn ơi, hãy trả lại tự do cho nhân dân chúng tôi đi. Hãy trả lại tự do cho quyền con người chúng tôi đi. Tại sao ông đặt cái hiến pháp 25 hiến pháp mà tại sao ông đàn cho công an đàn áp nhân dân chúng tôi? Đặt cái hiến pháp làm gì? Đấy, đã đang nhốt nhân dân trong kinh xe đấy. Bây giờ là nhân dân chúng tôi vượt quá sự thật rồi. Quá sự thật rồi. Bao nhiêu năm nay đã nhốt bao nhiêu cái đồn? Bao nhiêu đồn hết các hình như nhân dân chúng tôi đã xem hết. Hết cái Hà Nội là nhốt nhân dân chúng tôi vào đồn đấy. Nhưng mà bên đây nó hết vào đồn, nhốt vào đồn rồi. Không có đồn nào mà chứa nhân dân. Bởi vì dân chúng tôi đi đâu có đơn từ đó, đi đâu có đơn sự thật từ đó. Bây giờ công an nó chấp tay nó nhốt, nó chấp tay nó bay những cái mà công an tại những Phú Trọng rồi. Cứ đàn áp tôi đến đồn. Bên đây không có đồn nào mà chứa nhân dân chúng tôi nữa. Cho nên cứ đến nhốt lên xe vậy. Chơi đồ quá thui nát. Đưa những người có tài có đức lên đây để bảo vệ đất nước. Dân được cơm no áo ấm. Không phải rách rưới lang thang như ngày hôm như dân nên chơi đồ bên đây dài. Chơi đồ bên đây là coi như là góp hết những gì của dân đã tạo lập lên. Tạo lập cái gì thì góp cái nấy. Dân giàu nước mà nó đâu. Nhân dân chúng tôi bao nhiêu năm nay là nhân dân chúng tôi là quá khổ. Nhân dân chúng tôi là ở trời tranh cột sậy. Ra Hà Nội kiện là cũng ở ngoài đường. Trời mưa trời nấy. Nhân dân chúng tôi giờ tuyệt sức hết rồi. Cái đảng ơi, đảng thui nát ơi. Trả lại cái tự do nhân dân chúng tôi được sống đi. Đấy, lớp thì nhốt trên xe mà nó còn đứng tại cái cửa ông Nguyễn Xuân Phúc. Ông Nguyễn Xuân Phúc, ông là thủ tướng. Ông là thủ tướng chính phủ. Tại sao cái mặt ông cứ dòm lên ông Phúc không dòm xuống nhân dân chúng tôi nhờ đây? Bao nhiêu năm nay đơn chúng tôi gọi tới anh ông rồi, điện thoại tới ông rồi. Ông còn bắt được điện thoại của nhân dân chúng tôi mà tại sao ông nhắm mắt làm ngơ? Ba hồn bị viêm Nguyễn Xuân Phúc ơi. Ông trôi sông lạc chỗ ở đâu? Ông phải quay về có nhân dân chúng tôi, trả đất trả nhà nhân dân chúng tôi. Ông mới đi trôi sông lạc chỗ, ông đâu xứ nào ông đi? Ông để đừng để nhân dân tôi quá khổ như thế này ông Phúc ơi. Bây giờ tôi yêu cầu ông Tài ơi, xuống xe đây, thả cho bà con tôi xuống xe đây. Có tại sao tụi con đi ra để chặn lại?
Quá thối nát rồi, nó quá thối nát rồi cho nó mới làm như thế này. Không thơm tho gì nữa đâu, trả hết lại cho dân đi. Đừng để dân đau khổ nữa. Dân khổ chịu đựng khổ 40 mấy năm nay rồi. Quá rồi, cho đồ thối nát ơi. Yêu cầu mở cửa. Đấy, như chính quyền Bình Định đây. Chính quyền Bình Định đã cướp đất, cướp nhà của tôi đem phân lô bán nền. Đem phân cướp 4 giờ sáng. Gia đình tôi có mấy người, cho 300-400 lực lượng đến cướp nhà, cướp đất. Cướp hết tất cả. Quần áo cũng cướp hết. Như vậy cái chế độ này có còn có cái thôn thơ nhà hay quá thôi nát rồi. Đồ quá thôi nát rồi. Trả lại đi. Ông Nguyễn Phú Trọng, ông ngồi đó cũng thôi thật, cũng thôi nát luôn. Đó. Làm sao cả tụi mình mà nãy giờ chính vệ mấy chiếc xe này như mình rồi. Không phải tiền trị nha. Đấy, mới thành chung vui nát đấy.
Chồng làm gì đi ông quên. Chụp hình làm gì? Bây chụp hình mới đưa về thông tao vậy làm gì? Đấy, nhân dân chúng tôi là nhân dân chúng tôi là đây là cứu cứu đã thông đồng tình với là bà con dân phía Nam chúng tôi. Nhân dân chúng tôi là có kêu gì nó cũng không có bằng đồng lòng. Từ từ kết thúc xin cảm ơn chị em anh em đã chia sẻ nhân dân ba miền chúng tôi đã quá khổ sở. Tôi cũng xin kết thúc cảm ơn chị em rất nhiều.